Giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây có biến động theo chiều hướng tăng. Giá bán lẻ xăng dầu trong nước hiện hành thấp hơn so với giá cơ sở và thấp hơn giá bán lẻ xăng dầu của một số nước ở trong khu vực. Và cụ thể là giá xăng RON 92 thấp hơn Trung Quốc trên 2.000 đồng một lít, thấp hơn Lào trên 4.000 đồng một lít và thấp hơn Campuchia trên 5.300 đồng một lít. Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chưa tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước mà tiếp tục sử dụng quỹ bình ổn giá và các biện pháp tài chính khác để ổn định giá bán lẻ xăng dầu ở trong nước. Thủ tướng Chính phủ giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát diễn biến của giá xăng dầu thế giới và trong nước, chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp để đảm bảo mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường giá cả.